Xin chào mọi người quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu cây mẫu đơn, nó dễ sống hay khó sống, thật sự là nó dễ hay là nó khó sống, thì mọi người cùng theo dõi clip mình để biết nó dễ hay khó sống nha. Thì cây đơn rừng thì nó cũng là một hạ với cây mẫu đơn của mình ở nhà thôi, nhưng mà nó nguồn gốc thì nó là mẫu rừng, cứ kêu mẫu đơn rừng, người Bắc anh em gọi là mẫu đơn rừng, ở trong Nam thì kêu trên rừng. Thì lúc trước một số hội người ta đi rừng đi núi, người ta cũng lấy về người ta trồng trồng ở tại nhà, thì sau nó cũng thuần thời gian thì nó cũng ra bông rê, nói chung là nó cũng tương tự như trên mình ở nhà. Thì nên là sau này thì những người như vậy người ta mới chỉ để lên chỗ đó lấy, thì anh em bên mình mới đi lấy về. Thì lúc trước người mấy người dân đó thì người ta nói là nó dễ sống lắm, vô ồn đều nó vừa trồng nó sống thôi, có gì đâu mà lê khó sống khó sống. Thì nó dễ sống á, thứ nhất là sao nó dễ sống, bởi vì một lúc đó thì người ta đi làm rừng đi đào thì người ta không có đào cây to, ui nặng nề mà đào cây to làm gì, đào một cây nhỏ nhỏ về chơi thôi. Sáng rồi đào một cây nhỏ nhỏ về chơi thì cái cây nó cỡ bằng ngón tay út hay là cỡ hai ngón tay đó, thì người ta đào thì nó nhỏ để người ta dỡ mang về, rồi người ta đem về cái người ta cắt rồi người ta trồng luôn đem về thì có nhiêu người ta trồng luôn, thì cái nó tỷ lệ sống của nó cao, bởi vì nó là một cây đang trong thời kỳ sinh trưởng thôi, nó còn nhỏ rồi nó đang sung, nó gọi là đang sung á. Thì về trồng thì dĩ nhiên nó dễ sống rồi, vì nó còn nó té đỡ cành nhánh tùm lum hết, còn mới lấy non thì nó dễ. Đây mình nói thì có kia đây, ví dụ cái cây này đi, cây này nó ra mầm rất là nhanh, cây này về hơn một tháng là đã ra mầm rồi, rất là nhanh nha, cũng đều nguyên tàn luôn. Bởi vì những cái cây như thế này nó có một cái nhánh, những cái nhánh non, những cái nhánh mà nó dê nó non nè, những nhánh dê nó non rất là non, cây nó non, nó bung mầm rất là nhanh, bởi vì cái mầm sống của nhựa sống của này rất nó nhiều, nó là sung, nó mạnh nên là nó rê rất là nhanh, nên là mấy người thợ rừng người ta nó quê dở sống thí màu nậu mà lê đâu mà khó sống. Thì giải do người ta đèo là đèo mấy cái cây nhỏ, những cây mà nó còn mấy cái tầm gì, vì người ta nghĩ là nó bụi là nó đẹp, bụi là nó đẹp, bụi nó tròn là nó đẹp thôi, chứ không phải là mình bây giờ mình lựa, chứ không phải bây giờ là mình như mình lựa một cốt hay là lắc liếu gì đó, người ta đâu lúc trước người ta đâu có cần lắc liếu gì, người ta cứ nghĩ là cái đèo nguyên cái bụi là nó sẽ đẹp thôi. Nên là lúc đó lúc về thì người ta nói dễ sống là vậy, người ta anh lúc đó đi rừng mà chưa có, lúc đó là chỉ thợ rừng người ta đào, bởi vì cứ nhìn vô thấy cái bụi bụi nó tròn tròn là người ta nói đẹp, nghĩa mấy cái bụi tròn tròn nó lại dễ sống, người ta đào người ta trồng nó mầm mấy tụi non nó lại dễ sống, người ta nó tỷ lệ nó sống nó cao lắm. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích tiếp cái những cây như nó dè này thì nó sẽ như thế nào nha. Đây mọi người, đây là những cây dè, cây khế là dè, bởi vì những cây như thế này sau này thì mình làm phôi, anh em làm cây thì sẽ yêu cầu những cây như thế này, cây một cốt, cây thiệt là dè, cây quanh to khủng quái đủ loại, thì cái người săn phôi sẽ chuyển qua giai đoạn là làm những cây như thế này. Thì đây những cây dè, chúng ta quan sát cái cây này nè, cái cây này là hoành khá lớn, hoành hơn bốn mấy, thân nó lắc dè, cái này là làm bầu lại rồi. Thì cái nó về nó cái thời gian nảy mầm của nó rất là lâu, bởi vì anh em nhìn là thấy cái thân nó này nó về nè, nó là về lắm, gỗ nè,
để nó đang ra mầm rồi, ra mầm này, đang ra mầm. Nhưng cái thời gian của cây này lấy về cái trước cái cây hồi nãy mình nói đó, cái cây nguyên tàn hồi nãy đó, cái này lấy trước nó là 3-4 tháng, bây giờ nó đang xì mầm, nó tính ra là nó rất là chậm hơn so với cây kia. Bởi vì sao? Bởi vì nó già, mình cái mặt cắt của nó như thế này, cái to vậy, cành cỡ đây, thì cái nhựa sống của nó nuôi lên thì dĩ nhiên nó phải chậm hơn, nó không còn những nhánh non, những nhánh mà gọi là nhánh rất là nhỏ, nhánh mà kiểu như mấy cái đầu cành nó non như vậy thì nó nhanh ra, nhựa nó nhiều, nó bung nhanh. Những cây dè như thế này nó cầm rất là lâu, nó cầm lâu, cầm lâu mà 4-5 tháng thì nó cũng đấy. Quan trọng là cái giai đoạn này về thì mọi người xử lý hết tất cả cái mặt cắt, mặt rễ, nó được uống dọc, hư dọc, nó dở rồi. Rồi như vậy thì đơn rừng nó dở sống hay là khó sống? À, đơn rừng nó dở sống hay sẽ sống rồi trồng nó có chết không? Đấy. Dĩ nhiên là nó dễ sống nếu mình biết cách từ giai đoạn ban đầu. Còn nếu mình không biết cách về không có sự kiên nhẫn thì mình nói nó sẽ rất là khó sống. Còn nó trồng nó có chết không? Dĩ nhiên phôi đều trên đường về nó phải có cây chết. Ông không cái ai gọi là tài năng như thế nào mà nuôi phôi 100% sống, vẫn có tỷ lệ chết nha. Cây cối ở trên rừng nó đang ở cái điều kiện của nó, điều kiện quen thuộc của nó, mình làm thay đổi điều kiện của nó thì dĩ nhiên cái cây nó bị sốc. Thứ nhất là nó bị sốc cái thời tiết, sốc cái điều kiện sống của nó. Người bệnh mình bệnh thì mình có thể nói ra được, nói cho bác sĩ nó biết. Cây mình chỉ quan sát cái cây được thôi, cây nó không tự nói, nhưng mình quan sát cây thì cũng sẽ biết cây nó định nói cho cái gì. Rồi. Như vậy cái giai đoạn đầu á, như thế nào để cây nó có tỷ lệ sống cao? Quan trọng giai đoạn đầu thôi. Mọi người cùng quan sát những cây như thế này, cây đánh nồi rinh và cây đánh không bầu. Những cây như thế này là những cây để đánh nguyên bầu hết nha. Mình sẽ giới thiệu cái cây không bầu đây. Giới thiệu cây không bầu trước cho mọi người nha. Cái cây là cây không bầu nè. Cái cây không bầu. Về thì lúc đào thì không thể lấy bầu được, nên về thì làm bầu lại. Chỗ trồng thì mình cũng để chia sẻ rồi. Thì cái cây này, nó về mình làm bầu, mình xử lý mặt cắt, mình để trong mát, mình tưới nước, giữ ẩm hàng ngày thì nó ra mầm. Thời gian của nó là 3 tháng. Những cây không mầm mà nó cắt hết như thế này nha, không có còn nánh non đâu nha. Đấy. Bởi vì những cây không bầu khi mà nó để sống được thì nó phát rất là nhanh, nó không, cái bộ rễ của nó không còn vướng, không còn những cái đất cũ, cái đất ở trên núi, cái đất ở trên núi thì để cố định bộ đế, giữ bộ đế không bị chày bị giặt, không bị hư hao, chứ nó cũng trẻ còn chắc vậy. Nó làm cho cái bộ rễ mình nó yếm lại, vì lúc không thoát nước được. Nên tính là đó là cây không bầu. Cây hôm nãy mình có giới thiệu là cây có bầu đều chung một lượt, thì cái cây có bầu này nó vẫn ra nhưng mà nó rất là chậm hơn so với cái đó. Mình vẫn để giữ bầu, mình chỉ thêm chất giữ ẩm vào thôi nha. Cái sơ á thì giai đoạn đầu á mình để trong cái nhà như thế này. Đây do mình có cái nhà của anh em, có thì không có thì anh em sẽ nghĩ ra cái cách để mình giữ ẩm. Thì mình hay nói với anh em á, cái giai đoạn đầu thì hay giữ ẩm thân, mình có gửi cây cho anh em luôn, cố gắng giữ ẩm thân tốt cho anh em để về anh em cái cây nó còn giữ ẩm tốt, nó mở ra anh em thấy ẩm. Thì mình cũng vậy thôi, nó đang ở trên núi, nó đang cái thân nó đang ẩm thì bây giờ mình cũng phải giữ ẩm lại thôi. Mình nếu mình để trong nhà đây mình tưới thì ngày mình tưới 3 lần để mình giữ ẩm mấy thân, cứ rảnh lên mình phun lên mấy cái thân cho nó mát, nó ẩm ẩm cái thân. Để bộ bầu thì không cần tưới nhiều vô đâu. Còn anh em mà có trồng ở ngoài á thì nên cố gắng là lấy cái vải hoặc lấy bao bố bó hết cái thân lại,
bó thân lại để mình giữ ẩm cái thân tưới nước, hoặc là anh em có sử dụng túi ni lông cũng được, túi ni lông trùm lại nó cũng hạn, nó không thoát hơi nước. Quan trọng về độ nồi nhưng giữ ẩm là nó sẽ ok. Rồi tới cái tiếp giai đoạn rễ mầm thứ hai thì nó có những hiện tượng như thế này. Đây giai đoạn đây, giai đoạn rễ mầm xong rồi nó bị điên đầu đó. Tại sao nó bị điên đầu nè? Dưới đây nó vẫn rễ mầm bình thường nha, bởi vì á những cây này á khi mà đây người làm phôi nè để trong bầu mình làm như thế này, nhưng mà trong quá trình vận chuyển đi que lại á, mình gọi đi đưa về đưa lại thì nó sẽ bị động cái hộ rễ của nó. Lúc mà nó để rễ mầm như thế này là hộ rễ đang tẹo theo nè. Có lá thì nó sẽ quang hợp thì nó sẽ tẹo ra rễ thôi, nó đang tẹo rễ theo thì mình di chuyển như thế này thì nó sẽ bị khô. Nên á khi mà nó rễ mầm, nói với anh em khi rễ mầm như thế này anh em hẹn tuyệt đối hạn chế là di chuyển nha, di chuyển cho nó di chuyển. Thì dù anh em thích di chuyển quay lại với nhau á, quay chỗ này chỗ khác thì hạn chế di chuyển, chỉ để yên một chỗ thôi. Khi nào lá thiệt là cứng như kia một xanh kia thì anh em hẳn di chuyển, đó là lưu ý anh em nha. Rồi nó có, bây giờ nó có chết không? Nó chết đây, cây nó phải trồng, nó phải có một, nó có cây sống về cây chết, không ai nói 100% là sống hết. Đây mình sẽ dẫn lên chỗ này, đây là cái khu của mình. Khi những cây để lá nó cứng mình sẽ đem ra ở ngoài này ngoài nắng nha, đây, nắng 100% này. Hôm bữa thì mình có chia lưới lan lại, mình mới tháo ra để làm clip cho anh em nè. Thì khi những cây để về như thế này mình đem ra nắng để cho nó cứng hệ rễ. Cây này thì mình định giao lưu với anh em, còn cỡ này là ghép được hết rồi. Rồi có cái cây này nó sẽ bị chết này, trồng nó đi ra chết này. Thứ nhất đó là khi mà ở trong trong cái chỗ giữa hôm nãy đem ra là nó động hồi rỡ, đây động hồi rỡ, và cái cây này nó ở ngoài nắng nó khô, nên á nó khô thì nó sẽ bị trục nhựa ngay. Anh em không nên ỷ lại là khi nó ra mầm rồi đem thẳng ra nắng nha. Đem thẳng ra nắng là nó chỉ bị khô thân, nó không ẩm thân liên tục thì nó sẽ bị trục nhựa lại liền. Nó không có đơn, nó chưa chắc ăn đâu nha. Rồi nó, đó, đây là những cây là mình chi mét lại. Mình chi mét lại để nó ổn định hết gì thì mình tháo ra thì ok. Cứ mà những cây mà mới vừa xì mầm mà đem ra nắng như thế này là tỷ lệ thương vong rất là cao. Đây, mọi người cùng quan sát nha. Thế này là ổn định, có thể di chuyển hoặc là ghép gì đó. Rồi như vậy mình quay lại cái chỗ mình dưỡng một xíu nha. Nó những cây không, những cây có bầu, mình quay lại những cây có bầu để mình chia sẻ với mọi người nè. Hồi nãy cây không bầu, những cây có bầu thì cây đây là cây mới đánh về khoảng 20 ngày thì nó đang kéo thiệu nè, nó kéo thiệu rất là mạnh. Đây mọi người thấy nè, nó đang kéo thiệu rất là mạnh. Cái này là cây đánh bầu rinh và để nguyên bầu luôn, chưa xử lý cái giữ ẩm gì hết, đi ra bầu rất là sung. Nhưng mà mọi người nhìn sung như thế này á thì nên là chú ý nha, những cây này rất là sung. Nhưng mà khi mà nó để như thế này đùng thiệu rồi nè, cỡ này thì bắt đầu mọi người cho ra bầu giữ ẩm hoặc cho ra bầu trồng luôn. Vì để trong này thì nó để đang là giai đoạn của nó là đang đùng nhựa và chuẩn bị ra lá này, ra lá rồi sẽ ra rễ, nên cỡ này thì mình để trong mát như thế này mình đem ra là mình trồng là vừa. Rồi, mọi người cùng quan sát các phôi nha, phôi này có mới đánh có nè, ra lá là có nè. Khô mầm có luôn. Rồi tóm lại với mọi người á, là đơn rừng nó trồng nếu giai đoạn ban đầu mọi người kỹ càng và kiên nhẫn
thì tỷ lệ sống của nó rất là cao. Còn người đó là mọi người nôn nóng mà quan sát rồi không có giữ ẩm được giai đoạn ban đầu thì tỷ lệ chết của nó cũng là thương vong, rất là tỷ lệ cũng tương đối cao nếu mà không giữ ẩm được thân và không kiên nhẫn. Bởi vì mỗi một tháng thì mọi người thấy nó, ồ sao nó không ra mầm, xách lên coi thử, 2 tháng xách lên coi thử, cào 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 cào, thì cái cây nào mà nó chịu nổi. Rồi mẫu đơn thì mẫu đơn hay trang rừng trồng khẳng định một điều, không thể sống 100% được, vẫn có tỷ lệ chết phôi mà. Nhưng mà giai đoạn ban đầu mọi người cố gắng, giai đoạn ban đầu giữ ẩm về và kiên nhẫn thì sẽ hạn chế được cái tỷ lệ chết này nha. Nếu mà giai đoạn ban đầu mà giữ ẩm về kiên nhẫn thì tỷ lệ sống của nó tầm 80 đến 90%. Mình có thể khẳng định như vậy. Còn những cái chất trồng giữ ẩm ban đầu thì mình để chia sẻ rồi. Quan trọng giữ ẩm cái thân thôi, còn chất trồng ban đầu nó chưa là cái gì, không bỏ phân gì làm gì đâu. Rồi, đó là chia sẻ của mình về cái dòng mẫu đơn, nó dễ sống hay khó sống và cách như thế nào. Thì bây giờ mình chỉ tiếp tục ở cái mình nói cái chuyện là khi nào mình đi đi ghép được, mình nên chơi rinh hay là để mình ghép. Bởi vì nhiều anh em cũng đặt câu hỏi như vậy. Thì cái trang mẫu đơn thì nếu mà mình chơi rinh thì mình để nguyên cái tàn mình chơi, nhưng mà cái thời gian thuần của nó rất khá là lâu nha. Thứ nhất bởi vì trang mẫu đơn rừng nó ra hoa là ở cái vùng này, thì mẫu đơn rừng nó ra hoa là ra hoa theo mùa, ra hoa thì theo mùa, nó không có ra hoa qua năm. Nhưng mà những cái hộ mà lúc trước á, lấy cái trang rừng về á, mình trồng ở nhà thì nó ra hoa qua năm, bởi vì cái thời gian thuần của nó rất lâu rồi, nó thuần. Nên thì những cái trang rừng, đơn rừng mình muốn chơi hoa thì chỉ có thời gian thuần rất lâu để mình thuần hoa của nó. Có gì mình thuần cũng được. Rồi, vậy thì trước mắt những anh em chơi trước mắt muốn cải thiện bông của nó thì sử dụng những gốc ghép của trang rừng để mình ghép. Mình lấy cái giống trang ta mình ghép vào những cây đất trang rừng, đơn rừng ở anh em ở ngoài Bắc thì gọi đơn rừng, anh em ở miền Nam gọi trang rừng, thì mình ở miền Trung mình vừa thích mình kêu đơn, mình thích mình kêu trang thôi. Thì đây nãy mình chia sẻ nè, tiếp tục những cây này thì những cây này là bắt đầu ghép được nha. Đây, những cây ghép được rồi nha, để ghép để cải thiện bông. Rồi nên là cái giống ghép mọi người sẽ hỏi là ghép được rồi thì ghép những loại gì, thì có tùy cái sở thích và cái yêu cầu của mỗi anh em thì mình có cái cách ghép khác nhau nha, mình có cái màu ghép khác nhau. Có rất nhiều, hiện tại thì có rất là nhiều giống để anh em ghép vào. Trang đỏ lá nhỏ, trang vàng lá nhỏ, trang hồng phấn, trang hồng hường, trang đủ loại trang. Thì tùy vào sở thích và yêu cầu của mọi người mà mọi người chọn giống để ghép. Đối với mình thì những cây lùng. Hay để mình quay lại đây, mình quay. Đối với mình thì những cây lùng như thế này. Mình sẽ ghép loại lá nhỏ bởi vì nó sẽ cân đối với cái thân. Hồi này cũng ghép lá nhỏ cho cân đối với thân nha. Để ghép mà dính hết rồi. Còn những loại hơi lớn lên thì mình sẽ ghép lá chung, nó cân đối. Lá chung thì bông sẽ nhanh, cành ghép nó sẽ nhanh phát, rất là nhanh phát. Bởi vì nó lá chung lên lá của nó bản lớn, nó sẽ đón nắng nhiều hơn và nó nuôi cành rất là nhanh. Đây, những cái lùng thì mình chỉ ghép loại lá nhỏ này. Cái này thì đưa vào chuẩn bị ghép. Cái này mình cũng ghép lá nhỏ. Ôi rồi đây. Rồi.
Rồi thì ghép thì có rất nhiều là cách ghép, mọi người tìm hiểu thì cũng có nhiều cái ghép rồi, ghép nêm, ghép áp, ghép mắt, đủ loại ghép. Thì anh em coi phương án nào ghép thích hợp với mình, mỗi cái ghép đều có ưu nhược điểm của nó, anh em cứ làm rồi sẽ biết cái nào nó sẽ có cái ưu điểm, có cái nào sẽ có nhược điểm, rồi sẽ rút ra cái cho bản thân mình. Mình sẽ chia sẻ những cái cách ghép sau. Trước mình có chia sẻ cách ghép là ghép vào thân luôn, rồi sẽ lúc mình sẽ chia sẻ những cái ghép khác về những clip sau nha. Clip này thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi, mình sẽ dừng lại chia sẻ cái những cây đơn rừng như thế này và dễ sống hay khó sống vậy thôi. Đó là diễn vẻ của người nông dân thôi, mình biết gì mình nói đấy, không cầu kỳ khó khăn. Tại giờ nông dân mình thì mình biết gì mình nói đấy, mình nay mình làm YouTube nữa, mình nói lên YouTube nhiều lúc mình nói nó sầm sạm. Thì mọi người đó, cứ mọi người xem rồi có gì ý kiến thì cho ý kiến nha. Như vậy clip mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người thấy clip có gì thắc mắc thì để lại comment, mình sẽ trả lời. Và nếu mọi người thấy clip có ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ. Đăng ký kênh để xem những video tiếp theo và chia sẻ để mọi người cùng biết đến.